công dụng của thuốc collagen làm đẹp đối với tất cả các chị em phụ nữ là điều mà hầu hết tất cả mọi người đều quan tâm nhất cho chính bản thân mình, đúng không ạ? Và làm đẹp một cách tự nhiên và an toàn là điều mà hầu hết mọi người đều quan tâm cho mình. Tất nhiên, khi bước vào độ tuổi trưởng thành trở về sau thì hàm lượng collagen bên trong cơ thể của bạn đang giảm đi từ số lượng cho đến chất lượng. Cho nên, việc chúng ta phải bổ sung bằng nguồn thực phẩm và chúng ta phải đồng hành cùng những viên uống chất lượng trên thị trường để mang đến cho mình có được một làn da tươi trẻ cùng với một sức khỏe tốt nhất là điều mà ai cũng mong muốn cho mình. Một làn da hồng hào, căng bóng, mọng tròn, không vết nhăn hoặc không nám da tàn nhang là điều mà hầu hết tất cả các chị em ao ước cho mình. Không riêng gì phái đẹp, nam giới hiện nay cũng có nhu cầu sử dụng collagen và cũng làm đẹp trong bản thân mình. Và chúng ta luôn muốn khi chúng ta bước đến bất kỳ sự kiện nào sẽ được mọi người ngưỡng mộ và trầm trồ với làn da không tuổi của mình. Và sự lựa chọn cho chính bản thân mình những dòng collagen đạt chuẩn, an toàn, hiệu quả là điều mà hầu hết mọi người đều ao ước. Thật không khó để chúng ta có thể chọn được cho mình một dòng sản phẩm tốt. Chỉ cần chúng ta biết cách đồng hành và chọn đúng dòng sản phẩm đó thì một nhan sắc cùng với thời gian sẽ mãi mãi ở bên bạn. Và các bạn thường quan niệm rằng những dạng collagen đóng thành viên và đóng thành vỉ là những dạng thuốc chúng ta thường gọi là thuốc collagen. Hoàn toàn không hiểu theo cách đó. Thuốc là để chữa bệnh, còn collagen là thực phẩm chức năng để giúp cho mọi người hỗ trợ bổ sung thêm collagen vào bên trong cơ thể của mình để tái sinh thành các collagen đã mất đi và hồi phục các collagen đang bị tổn thương. Đóng thành vỉ, thành viên là để cho mọi người dễ sử dụng nhất vì các viên đó đã được phân liều lượng chuẩn. Và đóng như vậy thì chúng ta có thể mang đi bất cứ nơi đâu và bảo quản một cách tốt nhất cho sản phẩm của mình trong suốt quá trình mọi người sử dụng. Thì những collagen dạng nước nếu như không có mùi hương, không có hương liệu thì nó rất là tanh, cho nên mọi người rất là khó uống. Cho nên việc đóng vào những viên nang mềm là điều rất là ưu điểm tuyệt vời. Dòng sản phẩm đó sẽ giúp cho mọi người dễ uống, dễ bảo quản, dễ mang đi và những dòng collagen đó sẽ hấp thu toàn bộ vào bên trong cơ thể của bạn một cách an toàn và hiệu quả nhất. Bạn biết không, viên uống Orinale Collagen được đóng thành viên nang mềm. Nhung viên nang mềm đó có một mùi thơm cực kỳ dễ chịu và rất là dễ uống. Cho nên người ta thường ví Orinale Collagen như những viên kẹo xê kỳ diệu mang đến sức khỏe và sắc đẹp cho mọi người chính là vậy. Đẹp mãi mãi cùng với thời gian. Có nghĩa là thời gian dù có trôi đi, mỗi ngày mỗi trôi đi nhưng sắc đẹp của chúng ta vẫn được lưu giữ tại một thời điểm nào đó. Đó chính là thanh xuân mà mọi người thường ao ước cho chính bản thân mình. Mọi người thường cứ quan niệm rằng bổ sung collagen chỉ làm đẹp da thôi. Nhưng hôm nay, qua cái video này, mong rằng các chị em sẽ hiểu hơn là bổ sung collagen không những làm đẹp da mà còn giúp hạn chế các bệnh viêm xương khớp về sau. Vì collagen nó có ở hầu hết tất cả các mô bên trong cơ thể của mình. Nhất là phụ nữ khi bước vào độ tuổi tiền mãn kinh trở về sau thì các dịch ở xương khớp nó sẽ khô đi, cạn dần đi. Cho nên việc mà phụ nữ hay bị viêm xương đa khớp là rất là nhiều do những chất nhờn và collagen đó đã mất đi. Vì sau 45 tuổi là collagen trong cơ thể của mọi người không còn sản sinh ra nữa mà mỗi năm nó suy giảm tới 45%. Một con số cực kỳ lớn. Cho nên chúng ta không biết chăm sóc tốt nhất cho mình thì sau khi bước vào độ tuổi tiền mãn kinh thì mọi người sẽ thấy da của mình ôi sao hôm nay nó nhăn nheo chảy xệ đến thế, và ngủ một đêm khi thức dậy sáng hôm sau mình lại không nhìn được ra đó là mình. Tại sao mình lại già nua một cách nhanh chóng? mới ngày nào đó vẫn còn là một thiếu nữ xinh đẹp, và khi bước sang độ tuổi tỳ mãn kinh thì lại xuống dốc một cách trầm trọng như thế. Tất cả là do mình quyết định, do mình có biết chăm sóc và đồng hành cùng với những dòng sản phẩm tốt nhất hay không. Collagen thật sự rất tốt cho cơ thể của mỗi người. Hãy nhớ rằng uống collagen là bổ sung những collagen cần thiết vào bên trong cơ thể mình, chứ không phải là bạn đang uống thuốc. Cho nên chúng ta hãy hiểu rõ điều đó, và hãy chọn được cho mình dòng sản phẩm tốt nhất, vì những collagen không đạt chuẩn trên thị trường rất nhiều. Nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của bạn về sau. Hãy nhớ rằng sức khỏe là của chính bản thân mình, sắc đẹp cũng là của mình. Cho nên chính mình là người quyết định có nên sử dụng những dòng sản phẩm không chất lượng hay không. Đừng chạy theo bất kỳ một ai đó, mà hãy tự mình làm chủ cái nhan sắc và sức khỏe của chính bản thân mình. Bên cạnh các chị em bổ sung collagen vào cho cơ thể của mình thì cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giấc, uống từ 2 đến 3 lít nước trên ngày, bổ sung chế độ rau xanh vào trong khẩu phần ăn, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày để duy trì một trái tim khỏe mạnh cùng với một sức khỏe tốt nhất, hạn chế stress và đồng hành cùng với những viên uống collagen an toàn và chất lượng nhất trên thị trường. Nếu muốn chọn dòng sản phẩm collagen thật sự uy tín và chất lượng thì hãy đến ngay với chúng tôi, Orinale Collagen. Với những ưu điểm vượt trội mà Orinale Collagen mang đến cho mọi người, chưa có bất kỳ dòng sản phẩm collagen nào trên thị trường làm được điều đó. Tại sao chúng tôi lại dám khẳng định như vậy? Chất lượng thật sự luôn làm nên một thương hiệu lớn, và Orinale Collagen của công ty dược TRITIPHA chưa có bất kỳ dòng sản phẩm nào đánh bại. Chọn sức khỏe, chọn sắc đẹp thì hãy chọn ngay Orinale Collagen.